Công ty cây giống bông Thiên Lý Châu Thiên Kiếm xin kính chào quý bà con cô bác. Thì ngày hôm nay chúng tôi chia sẻ quý bà con cô bác về cây giống bông Thiên Lý mình trồng đến cái mùa nghịch đó, thì có một số bà con cô bác là không có lên đèn và không có làm cái vụ nghịch, cho nên là quý bà con cô bác hỏi chúng tôi là xử lý như thế nào, cắt tỉa chèo có được hay không. Trong những cái năm vừa qua thì chúng tôi nghiên cứu, chúng tôi cũng đã nói với cô bác là khi mà mình trồng bông Thiên Lý thì mình trồng khoảng từ 16 tháng đổ lại thôi là mình phải nhổ gốc mình trồng lại, chứ mình không thể trồng lâu dài được. Vì nếu như mà trồng lâu dài được thì cái Thiên Lý của mình nó không có phát triển bông được có nhiều ha, và mình xử lý rất là khó. Cho nên là nếu như mà trồng Thiên Lý thì một cô bác nên trồng một vụ đèn và một vụ thuận thôi, thì như vậy thì cây Thiên Lý mình mới có giá trị kinh tế nha. Khi mà bước vào cái chương trình thì chúng tôi cũng đã nói với cô bác rất là nhiều lần là khi mà trồng bông Thiên Lý này mình cần phải là nghiên cứu cho nó kỹ rồi mình mới trồng. Còn nếu như mình không nghiên cứu kỹ mình trồng sẽ bị thất bại. Và cái thời điểm mà một số bà cô bác khi mà trồng bông Thiên Lý như những cái dàn Thiên Lý chúng tôi hiện tại bây giờ thì nó sơ sát, vì chúng tôi đang để cho nó là tự sinh tự diệt, và cái thời tiết nó thay đổi. Bà cô bác thấy là những cái lá già đó nó đã rụng ha, nó đã rụng, và khi thay đổi thời tiết thì có một số dây nó sẽ bị chết nhát. Thì cô bác thấy thì trên dàn chúng tôi có một số dây nó bị chết nhát đó, nó vàng 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 đó. Như vậy thì khi mà trồng bông Thiên Lý vào cái mùa mưa thì cái cây nào cũng chết và dần dần nó sẽ đào thải ra nha. Thì hiện tại thì dàn Thiên Lý chúng tôi nó được 7 năm rồi, đáng lý ra là chúng tôi đã bỏ nó lâu, nhưng mà chúng tôi vẫn giữ để làm những cái mô hình cho quý bà con các bác, phải chứng minh rằng cái Thiên Lý này nó vẫn sống được đến ngày hôm nay. Và nếu như mà cái dàn Thiên Lý này bây giờ mà chúng tôi lên đèn thì chắc chắn rằng nó sẽ bò bít cái dàn này luôn. Một số cây thì nó chết cũng không sao, tại vì có một dây Thiên Lý thôi, nó bò một phát một là rất là nhiều ha, cho nên nó bò 7-8 mét là chuyện bình thường. Cho nên là khi mà cây Thiên Lý của bà con các bác mà lên đèn thì chắc chắn rằng quý bà con số bác sẽ có một cái dàn đặc và đẹp trở lại bình thường. Trong cái thời điểm này thì tất cả những người nào cũng vậy, cái dàn cũng sơ sát hết chứ không có tốt ha. Trừ khi cái thời điểm mà quý bà con cô bác là cái dàn nó sung cho nên là cái lá nó nhiều thôi. Nhưng mà bây giờ tất cả những dàn nó đều lá vàng và rụng hết. Đây. Thì nó phải thay lá nó mới đâm cái chầu lại được ha. Đó là quy luật rồi. Đó. Cái cây thì nó cũng như cái con người thôi, thì quý bà con cô bác cũng trồng và để ý. Thời điểm mà quý bà con cô bác dưỡng cây để mà đến cái vụ thuận thì quý bà con cô bác trong cái thời điểm của cô bác cái dàn như thế này thì mình vẫn vô phân đều đều, có nghĩa là khoảng từ 10 ngày đến 15 ngày mình vô phân cho nó. Thì mình vô phân gì nữa, thì mình cần vô cho nó là cái thằng DAP kèm một chút ure, và khoảng 15 ngày mình mới vô một lần, mình vô để mình nuôi sát nó thôi. Và khi đến cái mùa lạnh cực, đến mùa lạnh là vụ đông chí, tầm khoảng tháng 10, tháng 10 âm lịch, tháng 11 âm lịch, thì bắt đầu có một số cái đọt nó sẽ đứng lại và nó bị đứt cái đọt luôn, là do bị lạnh ha. Và đến đó nó sẽ rụng một số lá nữa. Như vậy nếu như mình đi phân đều thì mình sẽ tốn phân, còn nếu như mình đi phân ít thì cái lá mình sẽ vàng và rụng. Và thời điểm này của cô bác không sử dụng và không tỉa bất cứ một cái dây chèo nào hết, cứ để tự nó sinh tự nó diệt. Và những cái nhánh nhỏ như thế này nó sẽ rút nhựa vào, nó rụng lá và nó nằm ở trong cái thân chính của cái Thiên Lý của mình. Cho nên là khi mà đến cái vụ đông xuân nó sẽ đâm cái chồi lên, và khi đến cái vụ đông xuân thì cô bác thấy thì nó sẽ rút hết tất cả những cái nhựa vào cái thân chính, và mình cắt xung quanh hết toàn bộ, mình dọn dẹp trước khi 2 tháng đến Tết. Trước khi 2 tháng đến Tết thì quý ông con bác xử lý cắt gọn gàng hết và căng dàn căng đồ lại cho thẳng hết. Và mình sẽ vô cho cái phân, nó là cái phân 20-20-15 cộng TE và thêm cái phân bò. Và cái phân bò của mình là phải vô là cái phân bò, là cái phân bò tươi nha. Nó càng tươi càng tốt. Cho nên là khi mình sử dụng mình cần phải biết được những cái quy trình mà khi nào mình vô cho nó đúng ha. Thì trồng thì chúng tôi cũng đã nói rồi. Thì khi mà mình trồng thì mình cần lưu ý, không phải là mình xem trên cái dàn của người ta như thế này mà bắt đầu mình người ta đánh giá cái dàn người ta thật sự là bây giờ rụng lá hoàn toàn, và trên cái dàn này toàn là những cái dây sỏi không nè, nè nó toàn là những dây sỏi không nè, nó còn nằm đây nè, nó thấy không, nó như vậy thì thấy như vậy thôi, thật sự cái dàn Thiên Lý này bây giờ vẫn còn tốt, lên đèn một cái là đâm hết hồn luôn. Thì đáng lý ra thì cái vụ này chúng tôi cũng không có lên đèn nữa, nhưng mà bắt buộc phải lên thôi, lên đây để là một phát nữa, đón một vụ xuân nữa là xong kết thúc. Thì cái dàn này cũng đã 7 năm rồi, nó quá già rồi, cho nên là chúng tôi có phải xử lý nó thôi, để dọn dẹp, làm những cái công việc khác nữa.
Thì nếu như quý cô bác nào mà trong cái thời điểm này thì nhớ là giữ cái vàng như chúng tôi nói, là đến đó thì cái cây của mình mới có sức ha. Còn nếu như mà quý vị có vị mà xử lý mà không đúng đó thì chắc chắn rằng cái thiên lý của mình nó sẽ bị đứt đó. Thì chúng tôi chia sẻ cho quý bà con cô bác biết được những cái kinh nghiệm mà chúng tôi đã chia sẻ cho quý bà con cô bác vào những cái chương trình. Thì đó là cũng là những cái kinh nghiệm mà chúng tôi đã lên đèn rất là nhiều lần rồi và chúng tôi xử lý rất là nhiều lần. Có một số bà con cô bác hỏi tại sao mà chúng tôi biết nhiều vậy, là tại chúng tôi thất bại rất là nhiều. Và tại sao là chúng tôi phải theo dõi cái thiên lý từ năm này sang năm kia sang năm nọ. Nó từ trước đợt Covid tới giờ là chúng tôi đã theo dõi ghê gớm lắm rồi. Từ trước Covid tới giờ chúng tôi theo dõi dàn thiên lý kinh khủng lắm, và trước khi trồng chúng tôi nghiên cứu. Vì phải trải qua năm thứ nhất, năm thứ hai, năm thứ ba, năm thứ tư mình mới biết cái cây thiên lý của mình như thế nào và số lượng bông mình ăn như thế nào. Nó thì từ đầu trước khi trồng mà hồi trước Covid thì chúng tôi cũng đã nói với cô bác là trồng thiên lý chỉ cần ăn được một vụ thuận và một vụ nghịch thôi là mình kéo vàng mình bỏ, mình đừng có ăn nữa. Còn nếu như ăn nữa thì cũng được, nhưng mà mình phải xử lý lâu, bông nó ít lắm ha, mình cài mình xử lý lại. Cho nên là trước khi mà xử lý cái vàng thiên lý xong thì mình trồng một là cái bắp, còn nói chung là cái cây họ cây là được nó rồi, xong mình mới xử lý mình trồng lại cái họ dây. Nó quý bà con bác lưu ý khi trồng cái thiên lý ha. Xin kính chào quý bà con cô bác, kính chúc cô bác một ngày mới an lành hạnh phúc. Và nếu như muốn đặt giống bông thiên lý thì liên hệ chúng tôi qua số like là 0939811863, 0939811863. Xin kính chào quý bà con cô bác, tôi sẽ kia.